hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Quang Nhật, 45 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Nhật Huy, vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra. Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2021 đến năm 2022, Nguyễn Quang Nhật đã vay mượn tiền vàng, thuê thiết bị cơ giới xà lan của người đàn ông tên gọi tắt là T, tổng trị giá là 48 tỷ đồng, để khai thác mỏ than bùn tại ấp Kiên Thành, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, khi có được tài sản, Nguyễn Quang Nhật đã cố tình không trả nợ và chiếm đoạt tài sản của ông T. Lực lượng cảnh sát đã tổ chức khám xét nơi ở và trụ sở công ty Thanh Nhật Huy tại ấp Phú Hòa Hải, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.